Vâng. Chúng ta cùng đến với trận chung kết đầu tiên của Team KTV trong trận đấu thứ năm, 2-1 của Team Hà Nội. Đây là AC trong tay của game thủ Chim Sẻ Nắng. Vâng, bên kia có vâng IA Seng. Ây à. Vâng, IA Seng Rome Hit. Cam Quýt cầm IA. Vâng, Xuân Thứ là người cầm Seng. Về lớp cầm Roman và Hitty trong tay của game thủ Chim Hằng. Trong khi đó thì Mạnh Hào là người cầm AC. Vâng, Trương IS cầm Foresian. Chip Boy. Vâng, Minwan và một Minwan nữa trong tay của Chim Sẻ Nắng. Ở đây là AC trong tay của game thủ Mạnh Hào. Đâu rồi, chặn ai xem Mạnh Hào. Vâng, anh em đang yêu cầu xe máy của Mạnh Hào từ đầu đến cuối. Vâng, đáp ứng yêu cầu của anh em luôn. Vâng, Min Foil AC ở bên mình. Bên kia là IA Seng Rome Hit. 7 hiệu đầu của game thủ Mạnh Hào. 7 hiệu 7 con AC đầu cánh. Vâng, Trương IS sẽ dâng L lên cho Mạnh Hào đánh cung. Vâng, khả năng cao Chim Sẻ đánh cung A Min Oan rồi. Vâng, cùng trở lại với trận đấu này. 16-10 là timeline của game thủ Mạnh Hào. Đây là máy của game thủ Chim Sẻ Nắng. Vâng, Sẻ đánh cung được không? Có quả phụ cho Sẻ này. Hiêu sau rừng. Một voi về. Vâng, đây là ba con voi về. Tươi đấy. Đánh được. Vâng. Đây là màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy. Đây. Đây 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 đây. Khu vực hoàng cầu đây là thành Linh U98. Linh U98. Khánh Linh nhá. Không biết. Đó, đây là màn máy của game thủ Hello Chip Boy. Chip Boy đánh cung à. Và Chip Boy đánh cung nhưng không phải xẻ. Đây là màn máy của game thủ Trương IS. Vâng, có đôi vòi ở đây. Bài hiêu đầu 3 voi, 4 voi rồi. 3 voi thôi nhầm. Nhưng mà về hơi muộn, voi xa quá. Đại đấu Trương IS sẽ dâng lờ cho Mạnh Hào đánh cung. Bài này phải ép thật. Ôi, ôi. Vâng, voi tốc biến xuống con vực. Kinh thật. Rồi dù gì nó cũng về. Sống rồi. Tiếp tục cầu voi về dành cho game thủ không được khóc. Trở lại với Mạnh Hào, Mạnh Hào đã đủ rồi chưa? Vâng, cầu voi và nó quay đầu. Ăn một bầy hiêu tại chiếc BS này. Có quả phụ dành cho anh Hào. Sát mép bản đồ. Vâng, sư tử dưới dốc thì không xoắn. 25 dân. Ôi, quay đầu. Ok, dân quả đầu anh ơi. Vâng, S2 luôn. Dành cho game thủ Mạnh Hào. Dốc dân qua. Vâng, đến với màn máy của người dâng L, game thủ Trương IS. 25-28. Vẫn còn voi ở đây. Nhà cũng lòng ngoằng ấy nhờ. Thôi đến với Sẻ đi, Sẻ chém. Vâng, cũng 25-28 và cũng dâng L. Mình đánh 2 chém 1 cung. Đội bạn thì có IA Seng Rome Hit. Khả năng là 3 chém rồi. Xuân Thứ cũng đánh chém nốt. Còn Xuân Thứ này phải đánh cung thì... Vâng, màu 5. Cam Quýt. IA dâng L thẳng vào nhà Chip Boy luôn cho nó mát. Đội bạn dâng lờ cảm giác rất là chí mạng. Mình muốn dí thẳng vào nhà chủ lực bên mình. Nó đột thốn. Chưa lên đời. Bây giờ mới đang đóng BB. Và BL thì nó sẽ đợi gỗ để có thể thiết kế trước BM. Và cũng chưa đủ thực luôn á. Căng nhỉ. Và để BM thì nó sẽ
Ok. Cơ cấu và có thể chém cho chi boy. Và 14x. Đi ăn vàng em ơi. Ai? Vâng, đây là máy của Mạnh Hào, 27/32. Xin T. Đây là chip boy. Vâng, bị màu 6 chơi vào luôn, xe trong tay của Xuân Thứ. Vâng, 11/3x. Vâng, bị màu 6 chọc luôn. Đau thật. Cảm giác đôi bạn chém rất sớm, lên đời sớm và ép sớm. Vâng, xe lao vào xúc luôn thời điểm đầu. Vâng, đây là xe chém được ai không em ơi? Và cũng bị màu 5 chơi vào, đó chính là IA trong tay của game thủ Cam Quýt. Và dân dâng lời của Cam Quýt kìa. Vâng, trẻ đang đợi gỗ để có thể thiết kế chiếc BL thứ hai. Vâng, sang lên đời 1L1A. Lên xong rồi, lạc đà đang chạy lên rồi. Đây, dân màu 5 dâng xong 2L và chạy về. Trẻ cũng đang bị bắt dân ăn hoang. Thính thế à rồi. Vâng, làm được một dân của Yamato trong tay Cam Quýt rồi. Kích bánh xe cho bánh xe. Vâng, chưa đủ gỗ. Vâng, bò bãi gỗ vào. Vâng, đây là máy của game thủ Hello Chip Boy. Vâng, vẫn có con giò bên trong nhà. Bãi vàng này hở. Ôi ôi. Một ngựa giò, một lạc đà chui vào khi mình chưa lên đời. Vâng, đây là Mạnh Hào, 29/52. Anh Hào bơm cho Chip Boy chăm thử. Vâng, nhà Mạnh Hào có giò của màu 7, đó chính là game thủ V-Lớp Roman đang chơi vào. Vậy e đến từ Mạnh Hào để bắt con giò này nhưng chưa thành công. Có bánh xe rồi. Vâng, 3A. Vâng, xẻ về chém thủ cho game thủ Hero Chip Boy thôi. Vâng, chém dân của Yamato. Rồi bạn vẫn nhất quyết đuổi theo con giò của xẻ. Vâng, Chip Boy thì sao? Vâng, Chip Boy có cung. Vâng, như vậy là cung rồi, xe bắn luôn. Tham 22 đến Chip Boy. Vâng, trong nhà vẫn còn một con lạc đà. Vâng, đập luôn. Kích được cái cung A một áo rồi. Vâng, lạc đà vẫn chạy nhông nhông bên trong, cay thật. Nhìn ngứa mắt không chịu được. Vâng, xẻ về chém được con cung R cho Chip Boy là tươi đấy. Xẻ về chưa? Bái máy của chim sẻ đang lên trên. Đây, thằng chạy thẳng lên dọc cái BE đấy. Vâng, nhồi đồ chất lực cho game thủ Hello Chip Boy. Đấy, đây, 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 cung R kìa, đấy, chém con cung R đi. Vâng, cố sống cố chết chém con cung R này. Và Chip Boy sẽ cố gắng nhận đồ và hồi lại. Vâng, sẻ mất vàng khi chưa bánh xe. Bơm hết cho game thủ Hello Chip Boy nên sẻ chưa lên được bánh xe. Vâng, thang 16 đến sẻ bán máu chật lực. Đây là màu 3 chưa nghĩa. Văn Hoàng đây à. Mạnh Hào thì sao? Vâng, Mạnh Hào bị màu 8 đẩy xi bằng Hitty. Đứng sau rừng và bắn vào bãi gỗ. Vâng, Trương ES tham lại là 25/32 đang chơi vào nhà màu 7. Và cả nhà màu 8 ở đây. Vâng, 7-8 bên này, 5-6 bên kia. Vâng, đây là máy của Chip Boy. Vâng, xe nó vẫn đang lượn lờ trước cửa nhà. Vâng, khoai quá. Vâng, tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 5. Và chung cuộc để thua 3-2 trong buổi chiều ngày hôm nay dành cho các vị thủ bên phía team AOE Game TV. Vâng, không cưỡng được. Xeang lên quá sớm và xúc chết Chip Boy luôn. Chung cuộc thua 3-2 VC trong buổi chiều ngày hôm nay. Như vậy là buổi trực tiếp của GameTV.vn, kèo giao hữu 4v4 random giữa GameTV và Hà Nội đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả vị khán giả và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong những buổi trực tiếp tiếp theo. Vâng, chung cuộc thua 3-2 VC, thua 1C trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước các game thủ về phía team Hà Nội.